hai tỏi chín đây ạ, hai tỏi chín, hai tỏi chín. Bác nào tín đồ của em nó thì theo dõi em quay chi tiết của em nó cho bác đây, vỏ hồi gỗ luôn, hai tỏi chín này, mình chữa chưa. Một chiếc âm ly đến từ con này của Đức, Đức vậy. Họ làm rất là cầu kỳ luôn. Và em nhìn thì con này rất là lạ, bác nhìn sò của nó kiểu gì này. Này, bốn con sò. Hai bên này lại cắm hai con gì đây? Hai con gì có chữ số là 1K rồi 5K này. Đây 1K, 5K. 1K hay là 1X? 1K, 5K. Bỏ tay. Ở đây thì bác nào học về điện tử bác biết thì chị em Tuấn bó tay nói luôn là không biết, chị có nhiều cái nhìn chả biết cái gì luôn. Đây ạ, con này là con gì đây? Made in Holland, R L Red, cái quái gì Made in Holland. Không chịu. Con này chạy được điện là 220V này, hai cầu loa đây này. Con này đánh được loa 4 ohm, 4 ohm bác ơi. Đấy, 4 ohm bác nha. Bác nào chơi toàn giải con này thì đẹp này. 4 ohm này, hai cầu loa. Con này mà chơi loa toàn giải thì hay đấy bác, phê đấy. Quá mềm mại đúng không ạ? Hai tỏi 8, à, hai tỏi 9, quá mềm mại đấy. Quá cỏ, phải nói là quá cỏ và quá bèo. Để em nhấc xuống cho bác nhìn cái hồi gỗ nhá. Đây, hồi gỗ của nó đây. Hồi gỗ nhá. Màu này cũng đẹp ấy. Màu này khá là đẹp ạ. Này, đẹp sang trọng. À, size của nó ngang như nào. Tầm 58, 58. Size ngang 58. Hai tỏi chín. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Không chén. 11 16 chén 169 961 09 11 169 961. Đấy, ở đây các cổng phía trước để cho bác nhìn luôn cổng phía trước này. FM này. AM tuner rồi là cổng rec, có cả cổng rec luôn này. Có cổng rec luôn này. Đây, còn volume tăng giảm bát chép nằm hết ở đây bác nhé. Đây là volume tăng giảm bát chép này. Đây là ba lăng này. Chép này. Đấy, volume này. Bát chép ở đây hết. Bát chép ở đây. Rồi.